họa tùng khẩu xuất, tức là cái họa, cái tai họa nó từ cái miệng mình nó ra. Cái miệng mình xấu lắm, cái gì cũng đẹp hết mà cái miệng mình xấu. Thấy không? Thì kể câu chuyện này quý vị nghe. Trong cái làng này có một cái ao mà trời không có mưa, hạn hán, cái ao đó nước nó càng ngày nó càng cạn dần dần dần. Cá tôm trong cái ao đó thủy tộc mà chết hết, còn duy nhất là con rùa. Thì hằng ngày đó hai vợ chồng chú cò đến để tìm thức ăn, thì cá tôm rồi nó ăn hết, chết nhiều nó ăn hết, rồi còn lại con rùa. Thì cò nó mới nói như rùa thế này: bây giờ cái tình hình cái ao này mỗi ngày nước nó mỗi cạn, mà nắng thì nó càng gay gắt, cái chết nó sẽ đe dọa. Bây giờ tôi, vợ chồng tôi sẽ giúp bác di cư qua một cái ao ở cái làng khác, nước thì đầy, thức ăn thì tốt, ở đó đầy đủ phương tiện sống, còn ở đây nguy hiểm lắm. Cả đời vợ chồng tôi làm cái việc từ thiện giúp người, tôi thấy cái tình cảnh của bác là đáng thương, cho nên vợ chồng tôi muốn giúp đỡ bác. Rùa nói không được. Bây giờ vợ chồng chú thấy rằng cái thân của tôi nó cục mịch mà đi nó chậm chạp như thế này, làm sao mà di cư qua một cái làng khác, khó lắm, không có được. Còn nó mới nói không sao, nếu bác chấp nhận thì vợ chồng tôi sẽ giúp bác một cái kế hoạch, một cái phương tiện rất là tốt, không sao đâu, chỉ bác chấp nhận thôi. Rùa lắc đầu rồi nói gì nói chứ khó lắm, mà chậm chạp như rùa chú không nghe sao, mà nói chuyện di cư rồi qua cái điểm khác rồi nè, không cách gì đi được hết. Vợ chồng chú thì cất cánh nghe bay lên trời, muốn đi đâu thì đi, còn tôi cái thân thế này làm sao mà đi được. Lên trên bờ đi luân thuận, mấy đứa chăn bờ nó bắt nó nướng cũng tiêu đời nè, thôi để sống chết thì ở đây là chứ không đi được. Thì hai vợ chồng còn mới nói, vợ chồng tôi nói với bác là vợ chồng tôi nhân từ lắm, muốn làm cái việc nghĩa giúp bác, đâu có nỡ đâu vợ chồng tôi hại bác đâu mà bác sợ, an tâm đi. Cuối cùng hết này, rùa nghe mà vợ chồng cò nói là nhân đạo, nói từ thiện, nói việc nghĩa, việc ân, tin. Thôi được, vợ chồng chú nói thôi được, bây giờ đi cách làm sao thì vợ chồng chú nói cho tôi nghe được cái kế hoạch mà đi cách làm sao, coi tôi thấy nó ổn không. Còn mình nói chuyện bình thường, nghĩa là tôi dùng một cái cây khoảng chừng 5-6 tấc gì đó, rồi tôi ngậm một đầu, vợ tôi ngậm một đầu, bác thấy không, rồi tôi hạ cái cây đó xuống, rồi bác nhóng cái cổ lên, bác ngậm cái cây chính giữa đó. Tôi đếm 1, 2, 3, vợ chồng tôi cất cánh bay thì đưa bác đi, chuyện nó bình thường.
thấy ổn không? Có cái cây rồi cò, chồng thì ngậm một đầu, vợ ngậm một đầu, hạ cái cây đó xuống thấp, nó rùa nó ngẩng cái cổ lên ngậm cái cây ở cái khoảng giữa đó, rồi vợ chồng cò vỗ cánh bay đi qua cái ao bên kia, xa mấy cũng đi được. Chứ đâu có bắt đâu có đi đâu, bắt sợ chậm chạp. Cò nghe có lý, rùa nghe có lý. Rồi bây giờ thực hiện. Nhưng mà bác nhớ nha, tuyệt đối không có nói. Nếu mà nói là nguy hiểm, gặp cái hoàn cảnh nào bác cũng làm thinh hết, không được. Thở môi không có nói được. Chứ nếu mà bác mở miệng bác nói là chết. Rồi nói được không sao, chuyện gì nói chuyện đó thì dễ. Rồi thực hiện. Còn ngắm một chồng ngắm một bên, vợ ngắm một bên, hạ cái cây đó xuống. Còn mày nói nhớ nha bác, không có được nói nha, nói là nguy hiểm lắm á. Đây là lần cuối cùng lần là... Rồi mới nói tôi lớn rồi chú, đâu phải con nít đâu mà nói nhiều lần, một lần tôi nghe đủ rồi, làm thinh nha. Rồi vợ chồng cò bay, mang con rùa đi lủng lẳng và bay đi. Chim bình thường đi được một đoạn thì ở dưới đất có mấy đứa chăn bò, nó ngồi dưới cái gốc cây nữa, nó chơi, nó dòm, nó thấy hai con cò. Rồi có con rùa lủng lẳng, nó nói các bạn ơi, ra đây coi, hai thằng mù dắt ông thầy bói. Hai thằng mù dắt thầy bói. À, rùa nó mở miệng ra nói cha mày cho thầy bói, mở miệng ra rớt xuống gặp cái cục đá chết tươi. Quả tùng khẩu xuất. Cái câu chuyện nó nói là sở dĩ con rùa nó chết tại vì nó nói. Người ta dặn đừng có nói, đừng có hả miệng ngậm cái cây, mà hả miệng ra thì chết. Nhưng mà tức quá nghe dưới này mấy đứa trong bò nó nói hai mù dắt thầy bói, cái định mở miệng ra rủa nó cái rớt xuống trúng cái hòn đá nó đang sát chết. Chuyện đời xưa là vậy. Bây giờ mình áp dụng cái chuyện đời xưa đó vô mình nha. Thì trong kinh Đức Phật dạy đó, cái lưỡi của mình là cái búa bén, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác nhân, tức là cái búa bén ở trong cái miệng, sở dĩ chết người là do cái lời nói. Cái câu chuyện đó, qua cái lời dạy của Đức Phật chúng ta thấy rằng cái lưỡi của mình là cái búa bén, chết người là do cái lời nói. Thì có hai vợ chồng trẻ lắm, mới có 27 tuổi, tốt nghiệp đại học ra trường, mà hai bên cha mẹ thì môn đăng hộ đối, mới làm đám cưới. Cái đám cưới xong rồi thì bên nhà trai đó, cha mẹ bên trai nó cho cái nhà lầu 3 tầng. Bên nhà gái đó, cha mẹ bên gái đó cho chiếc xe đời mới, nhà nuôi 2 con chó vẹt rê, tài xế riêng, đợi người giúp việc, người nấu ăn đầy đủ. Thế thì quý vị thấy một cái gia đình mà cái tuổi trẻ mới lập gia đình chưa được 30 tuổi mà tài sản giàu có như vậy, sang trọng như vậy, cái đời sống vật chất đầy đủ như vậy, thì mấy cái người già đó họ dồn vô cái nhà đó họ lắc đầu, nằm mơ cũng không có. Mình làm cả đời người thế này, giờ này mình
chưa dư được hai chỉ vàng mà. Mà vợ chồng son trẻ mới đám cưới mà gia tài nữa, cả trăm cây vàng. Lắc đầu, hạnh phúc quá. Còn cái tuổi trẻ đó, trang lứa bằng cái tuổi đó thì họ nói sao mà có phước quá, sanh ra này gia đình giàu có, mới đám cưới ở riêng mình, cha mẹ hai bên cho cái tài sản nhiều quá, có phước quá, hạnh phúc quá. Nghĩa là già người ta cũng trầm trồ, mà trẻ người ta cũng gì cũng khen, thì quý vị thấy có hạnh phúc không? Hạnh phúc tràn trề, hạnh phúc đầy đủ. Chỉ có một cái lời nói thôi mà tan nhà nát cửa. Cái người chồng đó thì làm kỹ sư cầu đường, thì làm việc ở ngoài Phú Yên, ở ngoài Bình Định là thường xuyên vắng nhà. Vợ ở nhà đi dạy học, có người giúp việc thì là đầy đủ. Nhưng mà khi cái người chồng về nhà thì gặp cái thằng bạn, nó mới nói tao thấy vợ mày ở nhà rồi, có thằng Việt Kiều nào nó về nó chở đi chơi, nhiều đó chết rồi. Rồi cái người khác đó, họ mới nói người vợ đó, chồng của chị đó xa nhà không có tốt đâu, tôi thấy cũng có cái bông hồng nào đó đeo đuổi đó. Thế này họ thọc bên vợ, họ thọc bên chồng, đòn sốc hai đầu mà. Sau đó người chồng về cũng nghe vậy thôi, còn nắm cho chắc cái tình hình, cái cụ thể vợ mình ở nhà sao thì chưa chắc, nhưng mà chỉ nghe thôi. Chẳng lẽ thằng bạn nhưng nó tốt với mình, chẳng lẽ nó nói thêm nó bớt, chắc nó nói thiệt. Sau đó anh về anh mới đuổi hai cái người giúp việc đó, rồi đuổi cái thằng tài xế đó cho nghỉ việc. Anh bắn hai con chó bẹt rê chết, anh bắn bà vợ chết. Sau đó mới đưa cái súng rồi vô bắn tự sát luôn mà. Nhưng mà run quá rồi anh bắn nó trật cái trái tim nó trúng rồi này, đi cấp cứu. Rồi chữa bệnh xong đàng hoàng hết bệnh rồi về, tòa kêu án tử hình. Như vậy để quý vị thấy nè, cái búa bén ở trong miệng, sở dĩ chết người là do ác ngôn, do cái lời nói độc ác. Chúng ta học những cái bài học đó, chúng ta mới thấy nè, cái lời nói của mình. Nhà Phật nói khi mình chết là cái tiếng nói không mất. Nếu nó mất thì không gọi là khẩu nghiệp. Cho nên cái lời nói của mình, khi mình còn sống mình nói cái gì thì cái đó nó tồn tại. Có phải cái bà cư sĩ này, bà thọ với Bồ Tát ăn chay trường 40 năm. Thì quý vị thấy rằng cái công của bà tu hành như vậy đáng tán thán không? Cư sĩ thọ với Bồ Tát ăn chay trường 40 năm, nhưng mà bà chết thì bà đậu thai làm con heo. Bà về bà báo cho đứa con trai lớn của bà đó. Đứa con trai của bà mới đến thưa với thiền sư Diệu Pháp ở Ngũ Đại Sơn ở Trung Quốc. Nói thưa thiền sư, mẹ con còn sống dù là cư sĩ nhưng mà bà thọ với Bồ Tát và ăn chay trường 40 năm. Thế thì bà mất, bà về bà báo mộng là bà
đầu thai làm con heo. Thiền sư mới nói thôi cư sĩ về đi, tối nay tôi ngồi thiền, tôi quan sát thử cái câu chuyện nó thế nào, mai cư sĩ tới tôi trả lời. Thì sáng ngày hôm sau rồi người con của bà đến, thiền sư mới nói rằng đúng rồi, bây giờ tôi chỉ cư sĩ đến cái làng đó, cái tên của cái làng đó, cái địa chỉ của cái làng đó, có một người nông dân nuôi heo đẻ 6 con, mà cái con heo mình nó trắng, nhưng mà ở trên lưng nó có một cái vết, cái bệt lông đen ngang cái lưng đó là mẹ của cư sĩ. Thì gia đình nó mới theo cái sự hướng dẫn của thiền sư Diệu Pháp, họ đến cái làng đó. Thì rõ ràng cái ông nông dân đó là có con heo đẻ 6 con, mà đặc biệt về cái con heo mà có cái bệt lông đen đó, nó gặp mấy người này nó mừng lắm, nó mừng lắm. Nhưng mà từ lúc mẹ nó đẻ ra cho tới lúc mà gặp gỡ này là chỉ một lần đầu tiên, mà tại sao nó mừng lắm. Gia đình nó mới trở về thưa với thiền sư Diệu Pháp rằng thưa ngài đúng như vậy, gia đình con đến cái nhà nông dân đó theo cái sự hướng dẫn của thiền sư đó thì con heo đẻ 6 con, mà cái con heo cái lông trắng mà trên lưng nó có cái bệt đen đó, nó mừng lắm, nó mừng lắm. Con tin chắc rằng đó là mẹ con. Thiền sư mới hỏi tiếp, vậy thì trong lúc mà hấp hối gần chết đó, bà có nói cái lời gì ở trong nhà nghe không? Thì người con trai nói dạ thưa không. Bây giờ người vợ mới nói dạ thưa thiền sư, con là dâu, con nuôi mẹ con, khi mà mẹ con sắp tắt thở, mẹ con có nói là giết con heo đó cho mẹ, giết ngay bây giờ cho mẹ. Liên tục 2 ngày như vậy, 2 đêm như vậy, mẹ con mới chết. Tôi nhắc lại cái chỗ đó. Thiền sư hỏi người con trai vậy chứ lúc mẹ cư sĩ sắp chết, bà có nói cái câu gì gia đình nghe không? Thì người con trai nói dạ thưa không. Bây giờ cái người vợ đó mới nói thưa thiền sư, con là con dâu, con là dâu, con nuôi mẹ con rất là chu đáo, nhưng mà cách 2 hôm mẹ con mất thì mẹ con có nói hãy giết con heo ra cho mẹ, giết ngay cho mẹ. 2 đêm liền như vậy là mẹ con mới chết. Thì người con trai mới nói thế này, cái tập quán của cái dòng họ con đó là hãy cưới vợ cho đứa cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ 2 ngày, là cái tập quán gia đình ai cũng vậy hết, mà hãy cưới vợ cho đứa cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ. Thì mẹ con của con là cháu nội đích tôn của mẹ con, cho nên dù mẹ con ăn chay nhưng mà mẹ con chấp nhận theo cái tập quán của dòng họ là sẽ làm heo khi đám cưới cháu nội đích tôn là con của con để đãi họ, mẹ con chấp nhận. Nhưng mà rất tiếc là chưa đám cưới mẹ con chết. Thiền sư mới nói đúng rồi, như vậy là cái tư tưởng của bà, cái lời nói của bà chấp nhận làm heo đãi họ khi đám cưới đưa cháu nội đến tổ, nhưng mà bà chưa thực hiện được, bà còn nhớ lại cái lời đó. Cho nên trước khi bà chết, bà mới nói rằng hãy giết con heo đó cho mẹ, giết ngay cho mẹ. Thì bà đầu thai trở lại làm con heo.
Đó là một câu chuyện mà báo chí của Phật giáo Đài Loan đăng hôm tháng 3 vừa rồi. Thầy đi Đài Loan, thầy đọc được cái tin đó, cái bài báo đó học đi. Như vậy khi mình chết, tài sản mình bỏ, con cháu mình bỏ, sự nghiệp ở đời mình bỏ, nhưng mà cái tư tưởng của mình không mất, cái ngôn ngữ của mình không mất, và cái hành động của mình không mất. Cho nên ba cái việc đó ta gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Bây giờ nói chữ nghiệp nghĩa là gì? Sao gọi là nghiệp? Nghiệp có nghĩa là cái việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen gọi là nghiệp. Mình nói là hành động tạo tác là nghiệp, nhưng mà cái hành động tạo tác làm sao? Mình giải thích chưa được. Mình nói cho người Việt, cái văn Việt Nam người ta hiểu được, tức là cái việc làm lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen gọi là nghiệp. Mình đi chùa là cái nghiệp, hút thuốc là cái nghiệp, đánh bạc là cái nghiệp, trai gái là cái nghiệp. Nhưng mà đạo Phật nói thiện nghiệp và ác nghiệp. Đi chùa là cái nghiệp, phải không? Lúc ban đầu quý vị đi chùa, quý vị vô, quý vị thấy cái bài chú Đại Bi là lắc đầu rồi, đâu không có được gì. Ta bà ha nó mệt rồi đó. Đi hoài, bữa nào cũng đi hết, chiều xách áo đi, tụng riết cái tụng thuộc lòng. Đó nè, bữa nào mà đi chùa quen rồi, bữa nào không đi chùa ở nhà, nó giống như cái riệp rẫn nó bò lưng, nó rọi rãi vậy. Đi chùa tụng kinh cái êm, cái nghiệp đi chùa. Cái nghiệp làm từ thiện cũng có cái nghiệp hết. Như vậy cái bà đó bà ăn trầu. Thì đi Đài Loan có cái đặc biệt thế này, ở Đài Bắc á, đi một cái đoạn đường dài như vậy là có hai cái tiệm trầu cao. Một cái đường dài như vậy hai ba cái tiệm, nhiều tiệm lắm mà sang trọng như là tiệm cà phê mà cao cấp vậy đó. Nhưng mà không thấy cái cây cao nào xuống cái Đài Trung. Trời Phật ơi, họ trồng cao mà giống như ở Bến Tre họ trồng dừa, trồng trên núi luôn, bạc ngàn cao không. Mấy cô gái mặc đồ xịn lắm cũng vô ăn trầu, học trò cấp 2 cũng vô ăn trầu, mấy anh cũng ăn trầu, mấy bà cũng ăn trầu. Bên đó ở Đài Bắc tiệm trầu cao, tầng làng quán thầy đọc thầy biết mà, tiệm trầu cao chứ gì. Nhưng mà ở Đài Trung mới có cao, mà Đài Bắc thì không có cây cao nào hết. Ăn trầu đầu tiên hết đó, cái người mà ăn trầu đó là họ sai quay mòng mòng luôn chứ không phải đơn giản đâu, khó chịu lắm. Rồi mai ăn nữa, rồi mốt ăn tiếp, rồi được tuần, rồi tuần sau, chừng đó chừng 20 ngày nửa tháng là thành là ghiền trầu. Cái việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp gọi là nghiệp ăn trầu. Bây giờ mấy anh hút thuốc, đầu tiên hết mà hít một hít đó, là cấm đầu cấm cổ, nó sặc nó khó chịu lắm. Rồi mai thử lại hít một lần nữa, rồi 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày riết rồi quen rồi, đi đâu cũng bỏ cái gói thuốc theo thành cái nghiệp hút thuốc. Đó nè, cái việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp ăn cắp cũng vậy, ăn trộm cũng vậy. Đâu phải là khi mà nó nghiện rồi, nó quen rồi, nó quen tay rồi cho nên bỏ không được, nó thành là cái nghiệp. Như vậy đó, nhà Phật dạy chúng ta rằng cái việc làm của cái thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ba cái việc đó là cái nghiệp của thân.
lấy cái gì ăn cắp, lấy cái tay ăn cắp, thấy không, cái tay ăn cắp. Sát sanh lấy cái gì là sát sanh, cũng như cái tay sát sanh, cái chân sát sanh, tà dâm cũng cái thân này. Thì ba nghiệp của thân gọi là sát, đạo, dâm. Ba cái nghiệp của thân nó gọi là thân nghiệp. Đó, mình suy nghĩ cái ba cái việc đó mình có không? Ai cũng có hết. Hồi nhỏ đó, tôi nhớ ở nhà chơi với mấy đứa trẻ ở bạn ở đó, bắt chuồn chuồn, ngắt cái đuôi, lấy cái cọng cỏ, thọc được cái đuôi nó, thả nó bạn chơi, bắt con cóc đập, nó chết nằm nắm ma chơi. Cái trò chơi đó chúng ta thấy rất bình thường, nhưng mà cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp sát sanh từ cái việc nhỏ đó dần dần lên mới giết người đó nè. Cho nên bà Mạnh, mẹ của thầy Mạnh Mạnh Tử, cái nhà của bà đã ở gần cái lò sát sanh, bà sợ thầy Mạnh Tử lớn lên là sát sanh, bán nhà dời đi chỗ khác. Dời tới đó là gặp chỗ đó họ nấu rượu, bà sợ thầy Mạnh Tử sau này đã nghiện rượu, bán nhà dời đi chỗ khác. Gặp cái xóm nó đánh bài, và bán nhà bây giờ nữa, tới chỗ có cái trường học mới em. Mạnh Mẫu Trạch Lân Sử, tức là bà Mạnh Mẫu, bà Mạnh Tử dời nhà nhiều chỗ vì sợ thầy Mạnh Tử hư cái nghiệp. Tới cái chỗ đó thì thầy có cái nghiệp đó, thầy sát sanh thì thầy sẽ theo cái nghiệp sát sanh, mà rủ thì theo cái nghiệp rủ, bài bạc là theo cái nghiệp bài bạc. Cho nên mà giờ tới cái chỗ có cái trường học là cái nghiệp đi học, bà mới an tâm. Và chúng ta thấy người xưa, cái cách hành xử của họ, cái cách giáo dục của họ hay không sợ con họ nhiễm thành những cái nghiệp xấu, cái nghiệp ác. Như về cái thân mình nữa là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì thân nghiệp nó có ba. Bây giờ cái nghiệp của miệng có bốn: nói không chân thật, nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, là bốn nghiệp của miệng. Nói không chân thật nghĩa là sao? Chuyện có nói không, chuyện không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, là cái việc đó gọi là không chân thật. Cái thứ hai là theo dệt, tức là dùng cái lời nói hoa mỹ, dịu mềm, ngon ngọt mà khuyến dụ người ta làm việc ác. Quý vị đi qua bên này sau cái ngày giải phóng, thì trước cái ngày, trước năm 75 đó, thì ở quê nhà mình, Việt Nam mình chưa có cái chuyện này xảy ra. Nhưng mà gần đây đó, từ 20 năm trở lại đây, 15 năm trở lại đây, cái theo dệt này nguy hiểm lắm. Người ta từ ở Sài Gòn họ về vùng quê như là Bạc Liêu, Sóc Trăng đó nè, những cái vùng quê nghèo khổ mà dân nhà quê người ta thiệt thà lắm, nói trời hay trời, nói đất hay đất. Họ về họ thấy nhà có con gái 15, 17 tuổi, họ nói ngon ngọt lắm. Họ có quán cà phê, họ có gian hàng bán mỹ phẩm ở Sài Gòn đó. Bây giờ họ thiếu nhân viên. Anh chị bây giờ có con nó lớn rồi, 15, 17 tuổi rồi, cho nó lên nó làm công, tôi trả lương khá, rồi về nó giúp gia đình, chứ ở quê này nghèo quá. Sống với nhà nông bây giờ thất bại lắm, nghèo lắm. Họ nói đủ cách hết. Ở nhà quê người ta tin mà, đưa cho con người ta họ dẫn lên, đem ra biên giới họ bán làm gái hết. Bán hết.
Thì quý vị thấy rằng theo dệt có nghĩa là dùng cái lời nói ngon ngọt, dịu dàng, hoa mỹ, nói người ta tin, nhưng mà dẫn dắt người ta làm việc ác. Thì ngày xưa đó, ông bà mình, tổ tiên ông bà mình ở nhà quê, cái này chưa có xảy ra. Nhưng mà cái hoàn cảnh hiện nay đó của đất nước Việt Nam mình, cái này báo động đỏ. Quý vị biết cái ngành cảnh sát biên phòng đó là họ tổng kê một năm như vậy, họ bắt những cái cô gái mà đi qua bên Campuchia nè, đi qua Lào nè, đi qua Trung Quốc, đi Macau nè, trên 100.000, chứ không phải là một hai người được, cả 100.000. Như vậy đó là một cái lời nói, nhưng mà nó thuộc về thêu dệt. Cái thứ ba là ác, là đòn sóc hai đầu. Ở này nói công không chân thật rồi thêu dệt. Cái thứ ba đó là đòn sóc hai đầu. Cái đòn gánh đó, nó có cái máu mình gánh. Rồi cái đòn sóc là đầu bên trái cũng nhọn, đầu bên phải cũng nhọn, dùng để họ gánh rơm. Hai cái bó rơm thì hai cái đòn sóc họ lùi hai bên thì họ gánh đi. Cái đầu nào họ thọc cũng được hết. Đốt chùa phá miễu tội còn nhẹ hơn đòn sóc hai đầu. Bởi vì quý vị đốt chùa, người ta cất cái chùa lại, họ đốt miễu, họ cất cái miễu lại, có ai bỏ chùa bỏ miễu đâu. Nhưng mà đòn sóc hai đầu là chết người, nguy hiểm lắm. Câu chuyện tôi vừa kể quý vị nghe, hai vợ chồng đó là đòn sóc hai đầu mới chết người. Bên này thọc cũng được, bên này thọc cũng được. Họ thấy gia đình người ta có hạnh phúc, họ thấy cái chuyện anh em bạn bè của họ giao hảo rất tốt, thì họ ganh, họ ghét, họ thọc bên này, họ thọc bên này, tan nát hết. Gọi là đòn sóc hai đầu. Cái thứ tư đó là ác khẩu, tức là chửi rủa mắng nhiếc cái miệng mình. Vợ chồng ở với nhau lúc hạnh phúc thì anh em ngọt ngào, nhưng mà bất hòa một chút rồi thì chồng chửi vợ. Không phải chửi bản thân của vợ không, mà chửi dòng họ tổ tiên bên vợ. Bà vợ bà đâu có nhịn, bà cũng chửi dòng họ bên chồng hết. Quý vị phạm cái lỗi cửu quyền mang tội. Bởi vì sao mang tội? Cha mẹ ông bà của mình cả hai bên mình đội lên đầu mình, không có quyền xúc phạm. Bây giờ mình nghĩ vậy, cha mẹ mình đẻ chồng mình ra, nuôi chồng mình lớn, cha mẹ bên vợ nuôi vợ mình lớn, hai vợ chồng kết nghĩa với nhau làm vợ chồng, thì tại sao lại chửi cha mẹ bên vợ, chửi cha mẹ bên chồng, rồi chửi đào ông cố, ông sơ, ông nội, dòng họ hai bên ấy? Quý vị phạm cái lỗi cửu quyền, có tội với tổ tiên, có tội với ông bà cái tổ tiên. Ở được thì ở, mà nhắm ở không được thì ra tòa, đường ai nấy đi, không được xúc phạm nên dòng họ tổ tiên ông bà mình. Đạo Phật nói cái này có tội, cái đó là có tội. Thì xúc phạm nên tổ tiên ông bà là có tội. Cái chữ hiếu đó, cái chữ tàu nó hay lắm, cái chữ Việt mình hờ yếu hiếu thôi, mà cái chữ tàu nó còn có hai bộ, ở trên là cái bộ lão, ở dưới là cái bộ tử, hai cái bộ này ghép lại thành chữ hiếu, có nghĩa là ông bà mình ở trên, con cháu đội ông bà lên đầu. Bộ lão ở trên, chữ tử ở dưới. Chữ tử là con cháu, mà lão là ông bà, là con cháu đội ông bà lên đầu. Đội lên là sao lại chửi? Còn ông bà tổ tiên đó là che chở con cháu, đùm bọc con cháu,
mà con cháu thì là đội ông bà tổ tiên lên đầu, tôn thờ tổ tiên, thì tại sao mình chửi? Quý vị thấy cái chữ chữ Tàu nó hay không? Nó tượng thanh, tượng ý, tượng hình, còn cái chữ Việt của mình đó, không có tượng gì hết. Nhưng mà học chữ Tàu thì mới thấy chữ Hiếu, hai bộ, lão trên tử dưới, tử ở dưới là đội ông bà ở trên, ông bà ở trên là đùm bọc, là che chở con cháu mà, rõ ràng lắm. Nên tại sao mình chửi? Đó là cái chuyện của người lớn. Bây giờ cái chuyện trẻ con, con mình nó có lỗi thì mình phạt, mình rầy, bắt nó cúi, đánh hai ba roi gì đó, nói cái tội của nó được, nhưng mà không được chửi rủa. Không được chửi rủa, đó là phản giáo dục. Nếu mà làm mẹ mà dạy con mà chửi con đó, thì chẳng khác nào quý vị cho nó đi một học một cái trường học chuyên môn để chửi, rồi mai mốt nó chửi quý vị nghe. Thầy có cái bà Phật tử chồng chết, có đứa con gái mà nuôi lớn lên mà gả lấy chồng, rồi nó ở với chồng nó làm sao đó không biết, cơm không rành, canh không ngọt, để đứa con nhỏ con gái đó 3-4 tuổi về đó thôi, dẫn về ở với mẹ, chuyện cũng bình thường. Mà nó khổ dữ dằn. Quý vị biết bà đi chùa tụng kinh mà bữa nào tụng cái phẩm dài đó, bà về trễ nó đóng cửa cho ngủ với chó ở ngoài chứ không cho vô. Mà nó chửi bà, nó mắng với bà không còn gì hết. Thậm chí cái bữa đó bà đi chợ, bà mua lá chuối về, bà chuẩn bị gói bánh để mai đám giỗ chồng bà. Nó qua cái nhà hàng xóm, nó nói cái bà hàng xóm nó dì Năm ơi, dì coi nó đó, nó mua lá về nó chuẩn bị nó gói bánh đến mai giỗ chồng nó đó. Cái bà đó bà đi chùa bà kể cho thầy nghe, hết biết rồi, hết biết rồi. Thế thì bây giờ cái đứa con, cái đứa nhỏ đó nó 5-7 tuổi thì nó nghe má nó chửi, nó học một lớp, rồi nó lớn lên 10-15-17 tuổi nó ra ngoài xã hội nó học thêm một lớp nữa, là nó hơn má nó một lớp, má nó có một lớp mà nó hai lớp. Rồi bây giờ đó, cái khu nhà ổ chuột đó giải tỏa, thì nhà có hai cái sổ gia đình, má nó lãnh một cái phần đất, con lãnh một phần đất, các nhà ở riêng. Bả bây giờ thì khỏe rồi, đi chùa thì đóng cửa để đó, về chứ không có ai chửi bới, không ai nhốt cho ngủ với chó nữa hết. Còn con của bả, cái đứa con gái đó, nó ở nhà riêng, thì đứa con của nó bây giờ 20 tuổi, nó chửi má nó hơn má nó chửi bà ngoại. Tại sao? Nó hơn vì nó ra ngoài xã hội nó học. Trẻ con đó, cái gì mà mình dạy nó cái phải cái tốt, cái đạo lý, nó tiếp thu chậm lắm. Dạy 10 nó tiếp thu chừng 2 thôi, nhưng mà nó ra ngoài xã hội, nó ra ngoài đường đó, là nó tiếp thu nhanh lắm. Cái dở, cái xấu đó nè, cái ác, nó tiếp thu ở ngoài xã hội đó nhanh hơn là cái mà mình giáo dục đó. Trẻ con nó có cái đặc biệt vậy. Cho nên như vậy mà giáo dục con mà chửi rủa mắng nhiếc, tức là vô tình dạy cho nó một cái bài học. Rồi nó lớn lên, nó học cái bài học ở gia đình, nó ra ngoài xã hội, nó học thêm một lớp ở ngoài xã hội nữa, thành ra nó hai lớp. Bây giờ nó về nó chửi má nó hơn mẹ nó chửi bà ngoại nó. Bây giờ rồi mẹ nó khóc, mà bà ngoại nó thì hết khóc rồi. Cái sao? Thì con nhỏ nó lớn lên rồi, nó 20 tuổi, nó chửi má nó, má nó chửi bà ngoại nó, thì giờ cái quả báo đó thì má nó giờ khóc chứ làm gì. Vì vậy cho nên ác khẩu, tức là
chửi rủa mắng nhiếc người lớn thì không nên chửi. Tổ tiên ông bà hai bên không nên chửi. Thứ hai là giáo dục con cái mà bà mẹ mà dùng cái lời mắng nhiếc chửi rủa con cái là phản giáo dục. Thế thì mấy bà đó rủa con nghe ớn lắm, cô hồn cắt đảng âm binh hà bá giật mày, nó có giật đâu mà cái khẩu nghiệp trở lại mình mang. Những cái lời đó, cái lời ác độc đó là khẩu nghiệp trở lại mình mang, chứ cái người mình rủa nó không có chết. Trong kinh Phật nói ác nhân hại hiền giả, như ngưỡng thiên nhi khó, khó bất chí thiên quần tùng kỷ đọa, nghịch phong dương trần, trần bất chí vị quần kỷ bổn thân. Người ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước miếng, ngược gió dê bụi, bụi chẳng tới đâu, trở lại vào mình. Đó, quý vị thử thôi, lát nữa ra ngoài đường ngửa mặt lên phun nước miếng thôi. Nước miếng nó có tới trời không? Hay nó chở vô cái mặt mình? Phật nói không có sai đâu, không có sai đâu. Vì vậy cho nên cái miệng của mình là bốn nghiệp, bốn cái nghiệp của miệng đó. Nói không chân thật, theo dệt lưỡi đôi chiều, tức là đòn sắp hai đầu, và nói lời hung ác. Nhưng trong cái bốn cái việc của cái miệng đó còn có một cái việc thế này, tức là chúng ta có quyền nói dối. Phật cho mình nói dối, nhưng mà một là không mất danh dự người đó, thứ hai là không hao tổn tiền của người đó, thứ ba là không mất mạng, là chúng ta có quyền nói dối. Cái thứ nhất là mình muốn hạ cái người đó, mình ghét cái người đó, giữa cái đám đông người đó ai cũng khen cái người đó hết, cái mẹ nói mấy bà mấy ông đừng có tin cái bà đó không có tốt đâu, ở gần nhà tôi phải xấu và ăn cắp. Tới mình hạ danh dự của người đó, nhưng mà ta không có ăn cắp, ta không có ăn cắp, mình ghét, giữa đám đông mình hạ nhục người ta, mình nói. Đó là cái thứ nhất là đừng mất danh dự của người khác, chúng ta có quyền nói dối. Thầy kể chuyện ở Tiền Giang quý vị nghe này. Cha mẹ chia cái phần đất cho hai anh em ruột, rồi cất hai cái nhà, em một cái, anh một cái, sát vách. Mà cái người em thì biết Phật Pháp, làm từ thiện, cúng dường tam bảo. Còn cái ông anh nó không biết, chỉ có tiền thôi. Thì cái ông em nó cất cái nhà sau, nó còn dư mấy thiên gạch, nó đem vô cái chùa, cái phường nó cúng. Nhưng mà chú mới nói rằng quý sư đừng có nói con cúng mà nói con bán. Anh con mà nó nghe cái nó ghét lên, nó nói xúc phạm, nó quỷ bán tam bảo, cứ nói con bán thôi đừng có nói cúng. Thì ở chùa người ta cũng bằng lòng, thôi nói nó chú bán. Để chú dẫn mà, vì chú sợ rằng anh chú mà nghe chú cúng á là anh chú phỉ bán tam bảo, cho nên chú dặn nhà chùa là nói chú bán đừng nói chú cúng. Có cái bà già đó, bà đi làm công quả, sáng bà tới bà quét dọn rồi bà xong rồi chiều bà về, bà đi ngang cái nhà của người anh, bà vô bà nói em của chú tốt lắm, cắt cái nhà nó còn dư mấy thiên gạch, nó đem vô chùa nó cúng. Ở chùa người ta mừng quá, người ta biểu nói bán mà bà nói cúng, mà bà nói thiệt. Có gì đó, cái chú này đem cúng chứ đâu có bán đâu. Sáng sớm cái ông anh ổng qua nhà ông em, ổng đứng ổng chỉ vô ổng nói tao nói thiệt, cái chú mày là đời tao chỉ biết tiền thôi chứ không phước đức gì hết. Thấy người ta biểu nói bán mà nói cúng. Như vậy cái trường hợp đó mình nói dối không có tội, nói dối nhưng mà không mất danh dự, cũng không mất tài sản, cũng không mất mạng. Ba cái trường hợp đó là chúng ta có quyền nói dối. Thí dụ nè,
mẹ chồng với nàng dâu này chắc không ai ưa ai đâu. Xưa nay mà bữa đó cái bà mà má chồng bà tới bà nói thầy, ôi bà nói con dâu bà tệ mạt đủ thứ chuyện xấu hết. Rồi bà đi về thì mấy bữa sau con dâu bà nó tới bà nói thầy, bà nói bà má chồng như bà thanh đề đủ thứ chuyện nói xấu không à. Bây giờ thầy chính giữa thầy nói sao? Nếu thầy nói thiệt là nguy hiểm, phải không? Cho nên thầy gặp cái bà má chồng thầy mới nói này, dâu của bác á, nó qua nó tâm sự cho tôi, nó nói tôi thương má tôi dữ lắm. Bà già rồi, bà nói củi lửa rồi, bà nói cho tôi nghĩ rồi mai mốt bà chết rồi, má tôi chết rồi, ai mà nói cho nên nghĩ là tôi thương. Nhưng mà thầy thương chứ con dâu không có thương nổi đâu. Bà nghe bà cũng mát ruột. Rồi tới con dâu nó tới, thầy nó nói má của chị đó tâm sự với thầy rồi, tôi giận tôi la nó vậy chứ nó cực khổ tôi thấy tôi thương, mà đâu có ai thương ai đâu, mà thầy thương chứ hai người không ai thương hết. À thế mà thầy làm cái keo thầy dán lại má chồng cái nàng dâu nó chẳng có ai xung đột, chẳng có ai mặc cảm gì hết, là do thầy nói dối. Không có lỗi không có tội gì hết. Cho nên Phật cho mình nói dối, nhưng mà đừng mất danh dự của người đó là một, đừng mất tiền của người ta lừa đảo, người ta gian dối, người ta lấy của, ta dùng cái lời nói người ta lừa đảo gian dối. Ôi xã hội bây giờ thì cái này nó nhiều lắm quý vị, báo nó đăng thầy đọc thầy nghe có đầy cái lỗ tai hết trơn. Đó là lừa đảo gian dối đủ thứ chuyện, đủ thứ chuyện. Ở Việt Nam bây giờ thì cái chuyện mà nổi cộm nhất là ông Nguyễn Văn An ở bên Hoa Kỳ về lấy cái cô Thúy Nga đó mà bỏ tiền của ổng ở bên Mỹ về 2.100 tỷ tiền Việt Nam. Giờ hai người đó lừa đảo với nhau, bây giờ là nổi cộm, báo chí đăng lùm xùm mấy tháng nay. Ở Việt Nam á, thì xử là cô Thúy Nga đó thắng, bởi vì tất cả cái bất động sản này ông Nguyễn Văn An đã bỏ tiền ra mua là cô Thúy Nga này đứng giấy tờ, thì tòa án Việt Nam xử cô thắng. Nhưng mà cô về Mỹ, ông về Mỹ ông kiện lại nè, thì cái tài khoản của ông ở Mỹ ông rút ra ngày nào bao nhiêu tiền nó biết hết, là tiền của ông An chứ không phải tiền của cô Thúy Nga. Bên Mỹ thắng mà bên Việt Nam bây giờ chơi xã hội đen hết, để chơi cò rồi, chơi xã hội đen thì quý vị thấy không? Lừa đảo dùng cái gì? Dùng cái lời nói, mất tiền mất cười, rồi cái nói dối mà mất mạng. Cái này trong thời kỳ chiến tranh mới có, cái còn cái thời bình thì không có cái này. Họ chỉ ghét thôi, và họ nói ông này là gián điệp, ông này vậy đó sống này chết được, chỉ có cái giận nhau thôi. Mà dùng cái lời nói này để giết người, mà trong cái thời chiến tranh mới có chuyện nó xảy ra, chứ thời bình thì không có, thời chiến tranh mới có. Thầy kể cái chuyện này quý vị nghe. Ở ngã ba Dầu Dây, tức là cái đường đi lên Đà Lạt, cái anh này thì làm giám đốc nông trường cao su. Anh có một cái phần đất là trồng sầu riêng 20.000 mét vuông. Anh thuê cái anh thanh niên này đó là coi vườn, chăm sóc sầu riêng. Anh này làm giám đốc nông trường cao su, lấy bà vợ người Tiền Giang, anh là cái gốc người Mỹ Thuật, người Bạc Liêu. Cái gốc của anh là người Bạc Liêu, còn bà vợ đó sau 75 thì anh lên Sài Gòn, anh làm việc anh gặp cái người vợ đó người Mỹ Tho. Bà vợ bà không biết gì chuyện quá khứ của anh hết. Thì cái bữa đó, trong cái bữa cơm, bà mẹ là một hai vợ chồng với cái chú làm cái vườn sầu riêng đó đang ăn cơm vậy, cái chú bỏ cái chén cho chú này, vậy chú nói chú Tám, chú biết
con là thằng bôn, nó là thằng bôn, chú giết con á, chú nhớ không, chú cái dao lục mà chú đè chú cắt cổ con á, 2 tiếng đồng hồ con mới chết, chú nhớ không? Ông này ông đang bưng chén cơm, ông bỏ chén cơm xuống cái ông xỉu luôn. Ông nhớ cái chuyện quá khứ mấy chục năm. À, thì chú đã mày nói là cái vong đó nó nhập vô, cái vong nó nhập vô cái chú mà làm giường đó. Con như chú không có ân quán giang hồ, chú làm theo cái cấp bề trên, chứ con như chú không có ân quán giang hồ. Con đi bán cà rem, con nghèo con đi bán cà rem mà nói con làm gián điệp bắt cắt cổ, mà chú lại người cắt cổ con dùng cái dao lục, chú đè chú cắt cổ con 2 giờ đồng hồ con mới chết. Trời ơi, cái bà vợ này bà hết biết rồi, mà bà là người Phật tử, bà vợ là người Phật tử, bà mới xuống chùa bà mới trình bày cái việc cho thầy nghe. Thầy ơi, chồng con hồi xưa đó có giết người, anh đi làm du kích, nhưng mà người ta sai xử ảnh giết cái thằng đó, bây giờ cái thằng chết nó nhập vô cái thằng nó làm giường cho con, nó về nó khai, bây giờ làm sao thầy? Tôi nói ai biết đâu, nè làm gì tôi đâu biết đâu, thì bà hỏi làm sao tôi biết được. Thôi bây giờ đó bà làm cái gì mà để hồi hướng cho cái chú đó. Bà mới đi Đài Loan, bà đặt 2 cái đèn quang minh. À, bà trở về bà đem mà cúng dường cho thầy, thầy mới viết cái tên của cái chú đó, rồi thầy dán trong cái đèn quang minh đó, để mỗi đêm mà lên tụng kinh thầy mở cái đèn quang minh đó sáng đẹp lắm, có cái máy niệm Phật ở trong đó nữa. Tức là bây giờ 2 cái đèn quang minh còn để ở chùa thầy đó, mà cái nguyên nhân đó là cái anh nó mà chết ở dưới Bạc Liêu mà 1961, mà chồng của cái cô này đó là giết cái chú đó, mà dùng cái dao lột mà 2 người đè cắt cổ với nhau, chú nói 2 giờ đồng hồ chú mới chết, bây giờ chú nhập cho cái này. Rồi bây giờ đi 2 giờ chồng sợ quá, sợ rồi, cái nhân quả báo ứng mà, dù mấy chục năm giờ nó nhắc lại, anh kia nó nói là anh bỏ cái chén cơm không luôn, bỏ chén cơm luôn. Bà vợ bà mới khai thác, bà hỏi sao ông mới kể hết cho chuyện Bạc Liêu đó. 12 người này sau 75 mới lập gia đình, thì bà ở Tiền Giang, người Bạc Liêu đâu có biết, chừng nó khai là hết sợ. Bây giờ 2 cái đèn còn để chùa thầy, bà xuống bà thèm. 2 ông bà mới đi Đài Loan đặt 2 cái đèn nó trở về cung. Để quý vị thấy được. À, bây giờ 3 cái nghiệp của ý, tức là tâm, là tham sân si, 3 cái nghiệp. Mình nói tham sân si, mình nói cái tham là chính, cái tham là gốc, nhưng không phải. Trong giáo lý nhà Phật nói là si là gốc, si mới tham mới sân, mê muội đó là chữ si, tức là mê muội, si mê. Si mê họ mới tham, si mê họ mới sân. Chứ người có trí là họ không mê, họ không sân. Mà si mê họ mới sân si, mới tham lam. Cho nên cái 3 cái nghiệp của ý, tức là tham sân si. Nhưng mà cái chính của nó là si mê, chứ không phải là tham. Tham là cái gốc, tham là cái ngọn, mà si là cái gốc. Như vậy nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Bữa nay mình nói cái khẩu nghiệp, tức là cái nghiệp của cái miệng. À, cái hôm đó thầy đi cứu trợ ở huyện Lạc Dương, tức là thành phố Đà Lạt, lên đó là 60 cây số, xa lắm, người dân thiểu số không, đường đi gập ghềnh rồi nó khó đi lắm. Thì lên đó thì cứu trợ xong rồi, khi mà về thì mấy Phật tử mới nói ghé thiền viện Trúc Lâm thăm Hòa Thượng Thanh Từ lâu quá rồi. Thầy mới ghé đó, mới vô thiền thất, mới thưa Hòa Thượng có mấy Phật tử đi cứu trợ mà về ghé thăm Hòa Thượng. Hòa Thượng hoan hỷ ra ngoài phòng khách để quý Phật tử thăm viếng,
lễ bái ngài. Hòa thượng Quan Hỷ, hòa thượng ra ngồi ngoài phòng khách đó, mấy Phật tử vô ngồi, ngồi sát cái chân của hòa thượng, ngồi đụng cái chân luôn, mừng lắm. Cái hòa thượng mới hỏi chứ, quý vị có ham tu không? Nói dạ bạch hòa thượng, dạ ham. Hãy quý vị ham thì thầy chỉ quý vị tu nha. Dạ. Bây giờ đó, thầy nói cho quý vị biết, trong tâm của quý vị đó có ba con rắn. Con rắn hổ mang nè, con rắn hổ lửa nè, con rắn hổ ngựa nè, ba con nào cũng dữ hết. Thôi bây giờ năm nay đó, quý vị lên thăm thầy là đầu năm, thì trong năm nay đó quý vị về ráng tu trừ khử con rắn hổ lửa được không? Quý bà nói giờ khó quá, cái bắt đầu gian ra. Hồi nãy thì ngồi sát cái chân hòa thượng, bây giờ nghe nói trừ khử con rắn hổ lửa cái xe lần lần rồi hết, khó quá. Hòa thượng mới nói tôi đâu có bảo quý bà tụng kinh Pháp Hoa một ngày một bộ đâu mà khó. Tôi đâu có bảo quý bà lại tam thiên Phật đâu mà khó, trừ khử con rắn hổ lửa. Còn ba con để đó, sang năm khác mình tiếp tục. Mà quý bà biết con rắn hổ lửa là cái gì không? Dạ thưa không, là cái miệng của mình. Con rắn hổ lửa là cái miệng của mình. Do cái miệng độc ác, do cái miệng thêu dệt, do cái miệng đòn sóc hai đầu, mà cái nghiệp của mình sau khi mình chết thì cái khẩu nghiệp đó, cái nghiệp đó nó sẽ dẫn dắt mình vào lục đạo luân hồi sanh tử. Chứ không có quỷ sứ, không có diêm vương, không có ai hết, mà cái nghiệp của cái miệng mình nó dắt mình đi. Bà nào bà nấy cũng thở ra hết, khó quá. Mà ham tu, ta chỉ tu mà khó là sao? Để như vậy hôm nay thầy chỉ quý vị tu trừ khử con rắn hổ lửa. Nó là độc ác của cái miệng. Độc ác của cái miệng. Mình đối nhân xử thế đó là dùng cái lời chân thật ngữ, dùng cái lời dịu dàng để đối xử với nhau, giao tiếp với nhau, thì mình không có gây cái hận thù. Còn mình nói cái lời độc ác mà người ta tức, người ta giận, người ta thù, thì cái nghiệp đó sau khi mình chết, người đó chết, cái mối hận thù này nó còn quan quan tường báo. Cho nên mình, trong đạo Phật mình mới nói là cái nghiệp nhân quá khứ thì cái quả hiện tại. Quý vị thấy không? Hồi hôm này thầy có coi một hai vợ chồng, cái chú đó ba mươi mấy tuổi thôi, nhưng mà thầy nói cái chú đó bây giờ đó là cái quan hồn đó nó theo chú mà hồi 10 tuổi, 11 tuổi họ đã theo chú rồi. Nên là bây giờ chú ba mươi mấy tuổi, nếu như cái đời này mà chú chết mà cái quan hồn nó chưa siêu đó, thì nó chờ là mai mốt chú sanh làm người nó theo nữa. Nó theo nữa. Mà nếu như họ làm người mà chú được làm người thì họ theo trên cái cuộc đời này, họ báo oán nữa, theo nữa. Khi nào cái ân quán giang hồ này, cái nghiệp nhân này mà cái người đó họ quan hỷ, họ xả ly, thì cái nghiệp này mới chấm dứt. Mà hai cái người này
cái quan trái đó họ không xả ly thì đời nào họ cũng ăn, họ theo hết. Nếu trên cuộc đời này họ theo, họ báo quán, đời này họ phá, không làm ăn gì được hết. Mà nếu như họ còn là cái quan hồn, mà cái người này là con người, thì họ nhập vô cái người này, họ cũng báo quán, cũng không làm ăn gì được hết. Ân quán giang hồ. Cho nên để chúng ta thấy rằng cái nghiệp của cái miệng, của nghiệp của cái thân, của nghiệp của cái ý, mà cái nghiệp của cái miệng độc lắm, độc lắm. Thấy vậy đó, nói mà ăn thua gì? Nói nè, không phải ăn thua đâu, ăn thua lắm. Họ ghim gút từ bây giờ cho đến kiếp nào, kiếp xa xưa, kiếp nào họ ghim rồi là không bao giờ họ buông hết. Cho nên trong nhà Phật mình có cái phương pháp sám hối là hữu hiệu nhất, là hữu hiệu nhất. Thì kể cái bà bên đang mạch quý vị nghe nha. Hôm đó thầy đang ở chùa Đại Bi của thầy Phật đạo đó. Thì cái anh này anh mới đem xe tới, anh chở thầy qua Đan Mạch. Thủy Điển Đan Mạch thì gần lắm, chỉ cần qua cái chiếc phà đó tới thì thầy ngồi một bên, bà già đó, mẹ của chú ngồi một bên, chú ngồi bên kia cái bộ xà lông. Chú mới nói thưa thầy, mẹ con bệnh cái gì mà bác sĩ bên này giỏi lắm mà không tìm ra cái bệnh án đó thầy. Gần 10 năm nay rồi mà không tìm ra cái chứng bệnh đó. Thầy hỏi bệnh gì, chú kể thầy nghe, má con nhịn ăn 10 ngày có, 15 ngày có, không ăn, sáng uống nước, tối uống nước, con đi làm cả ngày, má con ở nhà như u xin thì giỏi lắm, lau nhà nè, giặt đồ nè, nấu ăn nè, tưới cây nè, má con làm hết tất cả mọi việc nhưng mà không ăn. Tới chừng mà má con bắt đầu ăn lại, nó thầy biết con ăn một ngày 3 con gà. Thầy nghĩ là mua 3 con gà ở ngoài shop về để trong tủ lạnh, má con luộc chấm muối ăn thôi, chứ không có xào, không có nấu, không có chế biến gì hết. Mà thầy nghĩ 3 con gà đó mà làm cổ đãi 20 người ăn hết rồi má con ăn hết một ngày. Nhưng mà mua con gà về bỏ lên cái cân là 3 cân, mà 1 ký mà vất thùng thùng rác liền, phải 1-2 ký, 3 ký mới ăn cái ký không. Cái bệnh gì kỳ vậy thầy? Năm nay con 43 tuổi không dám lấy vợ, nếu mà vợ con mà về nó thấy má con cái kiểu đó, nó chạy 8 cây số, nó không dám dồn lại nữa. 40 mấy tuổi mà chưa có vợ, bây giờ bà má bệnh vậy. Thầy kiểm tra xong thầy nói có cái người trong bà ăn chứ không phải bà ăn đâu con ơi, có một cái người hiện giờ trong đó ăn rồi. Thầy nói vậy xong rồi bà nói, bà chị con nữ này nè, con nữ này nó gian ác lắm. Hồi đời trước á, nó ỷ nó có tiền, nó mướn người ta giết tôi theo tôi báo nó là 3 kiếp rồi. Rõ ràng 3 kiếp rồi, chẳng biết còn mấy kiếp nữa. Thầy lắc đầu thầy nói cái đó thầy làm không được, không có cách gì ai làm được hết á, cái nghiệp mà. Thôi bây giờ thầy hướng dẫn con, mẹ con còn thấy đường, mà mới có 70 tuổi rồi. Tối con dẫn mẹ lên bàn Phật, rồi con hay từ bi sám hối đạo tràng, con sám hối cho mẹ, quan gia trái chủ, không biết là ai, nhưng bây giờ cái vong này theo mẹ con báo quán. Để chi? Để họ nghe được cái pháp âm của Phật, cái quay lực của Tam Bảo và cái lòng thành kính của con, mà cái người đó, cái quan gia trái chủ, cái vong hồn đó họ xả ly, họ buông bỏ thì mẹ con mới hết. Chứ còn không có đời này kiếp nữa còn báo nữa. Mới có 3 kiếp à, rồi 4 kiếp, rồi 5 kiếp ngộ đạt quốc sư, mà trong từ bi sám pháp đạo tràng quý vị đọc cái 10 kiếp của ngài ngộ đạt tu hành chân chính. Ở cái kiếp thứ 10 này ngài chỉ lơ là một chút, là vua Đường cúng làm cái tọa cụ bằng trầm hương, thỉnh ngài lên thuyết pháp, ngài khởi cái tâm tham đắm, là cái quan hồn nó báo liền, chỉ một chút xíu rồi nó báo liền. Thì mình có tu hành bằng ngài ngộ đạt không? Mà ngày ngộ đã còn bị nó báo quán nó 10 kiếp. Cho nên trong nhà Phật có cái phương pháp
sám hối là thiết thực và hiệu nghiệm. Cho nên chúng ta thành tâm sám hối nhờ ba cái việc đó. Một là cái lòng thành kính của mình là một. Thứ hai là cái gì? Cái pháp âm của Phật. Thứ ba là cái ngoại thần của ba ngôi Tam Bảo, thì làm cho các cái quan hồn đó họ xả ly, họ buông bỏ những cái oán hận ở nhiều đời trước, giờ vậy mới hết. Chứ còn không có ai làm được cái này. Cho nên như vậy trong cuộc đời này quý vị cẩn thận, nói cái gì là phải uống lưỡi 7 lần. Như vậy lựa cái lời mà nói, đừng có độc ác, đừng có nói là sống để bụng chết đem theo. Vậy sống để bụng chết đem theo là cái lời độc ác, mà cái nghiệp đó thì mình sẽ chịu cái hậu quả trong tương lai. Thôi cầu chúc tất cả quý vị trừ con rắn hổ lửa mau thành công, còn 2 con nữa để dành dịp khác.